Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang đến với bản tin thời tiết đô thị ngày 27 tháng 1, tức ngày mùng 3 Tết Canh Tí năm 2020 của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị, đến ngày hôm nay, không khí lạnh đã tràn xuống bao trùm toàn bộ khu vực Bắc Bộ. Hội tụ gió trên mực 1.500m đã suy giảm, do vậy mưa sẽ có xu hướng giảm nhanh, chỉ còn xuất hiện mưa vài nơi về đêm và sáng sớm nay tại khu vực vùng núi của phía Bắc. Tuy giảm mưa nhưng ở tầng thấp không khí lạnh vẫn tiếp tục được bổ sung, nên nền nhiệt tại Bắc Bộ sẽ duy trì nhiệt độ khá thấp. Nhiệt độ thấp nhất toàn khu vực chỉ phổ biến trong mức là từ 12 cho tới 15 độ, vùng núi có nơi thấp hơn. Và nhiệt độ cao nhất chỉ từ 15 đến 18 độ, trời rét buốt cả ngày. Vì vậy nếu có kế hoạch lưu thông đi chúc Tết, quý vị nên mặc ấm để đảm bảo sức khỏe. Với các tỉnh thành miền Trung, trong ngày hôm nay, do ảnh hưởng của đới gió Đông Bắc kết hợp với địa hình, nên các tỉnh từ Thanh Hóa trở xuống đến Quảng Ngãi sẽ tiếp tục nhiều mây và có mưa rải rác. Mưa tập trung nhiều hơn tại các tỉnh từ Quảng Bình trở xuống đến Thừa Thiên Huế. Nền nhiệt tại khu vực này cũng khá thấp, trời rét đậm ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh với biên độ nhiệt dao động trong ngày chỉ ở khoảng mức là từ 13 đến 17 độ. Nhận định xa hơn, đợt mưa rét tại các khu vực này còn tiếp tục duy trì trong những ngày Tết sắp tới. Còn ở các khu vực ở phía Nam Trung Bộ ít chịu ảnh hưởng của không khí lạnh nên thời tiết không biến động nhiều. Ngày trời nắng nhẹ và nhiệt độ cao nhất tại khu vực từ Bình Định trở vào đến Bình Thuận trong khoảng từ 27 đến 30 độ. Thông thường như hàng năm vào những dịp Tết Nguyên đán tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong thời kỳ mùa khô nên thời tiết đặc trưng là ít mưa, ngày có nắng nhiều và độ ẩm thấp. Tại Tây Nguyên, nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng phổ biến trong khoảng là từ 16 đến 19 độ. Các tỉnh thành Nam Bộ nhiệt độ ở mức là 21 đến 24 độ. Nhiệt độ cao nhất ngày tại khu vực Tây Nguyên từ 27 đến 30 độ, còn ở Nam Bộ là 32 cho tới 35 độ. Miền Đông Nam Bộ cục bộ có nơi nắng nóng, do là ít mưa, độ ẩm thấp và nắng nhiều, người dân trên khu vực cần cảnh giác cao với nguy cơ hỏa hoạn có thể xảy ra. Cụ thể trong ngày hôm nay, thời tiết trên các đô thị lớn được dự báo như sau. Thưa quý vị, trong ngày hôm nay tại thủ đô Hà Nội còn có thể xuất hiện mưa nhỏ vào sáng sớm và ban ngày mưa giảm, trời chuyển khô ráo hơn. Tuy nhiên trời còn nhiều mây và rét đậm. Biên độ dao động giữa ngày và đêm không nhiều, chỉ ở mức là từ 12 đến 17 độ. Với kiểu thời tiết như thế này thì ngoài việc mặc đủ ấm, quý vị cũng nên lưu ý đến một chế độ ăn uống và nghỉ ngơi phù hợp để có một cái Tết vui vẻ. Đặc biệt là quý vị có thể uống thêm trà gừng, một loại thức uống rất tốt để giữ ấm cơ thể và có đặc tính chống viêm, giúp loại bỏ nguy cơ gây bệnh nhiễm trùng rất tốt cho sức khỏe của chúng ta trước những biến đổi của thời tiết. Với thành phố Việt Trì, thời tiết cũng không quá khác biệt so với thủ đô Hà Nội. Mưa giảm đáng kể, những cơn mưa nhỏ chỉ còn xuất hiện vào sáng sớm và ban ngày mưa giảm, trời chuyển khô ráo hơn. Tuy nhiên, nền nhiệt vẫn duy trì khá thấp với nhiệt độ cao nhất chỉ ở xung quanh ngưỡng là từ 17 đến 18 độ. Nên ngoài việc vui chơi chúc Tết, quý vị cũng đừng quên biện pháp ủ ấm hợp lý cho cây trồng và vật nuôi để tránh thiệt hại do trời rét gây ra. Ngày hôm nay tại thành phố Đà Nẵng, mưa có xu hướng tăng hơn, thời tiết nhiều mây, có lúc có mưa nên quý vị cũng cần trang bị thêm các vật dụng tiện ích khi có kế hoạch vui chơi ngoài trời. Còn về đêm thì nhiệt độ do tác động của mưa và không khí lạnh nên nền nhiệt tiếp tục giảm thêm và nhiệt độ cao nhất ngày chỉ khoảng là ở mức là 24 đến 26 độ. Với thành phố ngàn hoa Đà Lạt vẫn có đặc trưng thời tiết của mùa khô, ngày không mưa và nắng nhiều, độ ẩm vào ban trưa vẫn giảm thấp. Sáng sớm và đêm muộn nhiệt độ hạ khá thấp. Tuy nhiên trong ngày hôm nay, khối khí từ biển sẽ đưa vào phần hơi ẩm, nên trời nhiều mây hơn vào sáng sớm và nhiệt độ do vậy sẽ dao động trong khoảng từ 12 đến 13 độ, ấm áp hơn so với những ngày qua. Đến trưa chiều có nắng và nhiệt độ tăng trở lại ở mức là 23 cho tới 25 độ. Với thành phố Hồ Chí Minh, trong ngày hôm nay và ban ngày thời tiết cũng không có biến đổi quá nhiều, trời có nắng nhiều với nhiệt độ cao nhất ở khoảng là 33 cho tới 35 độ. Cùng với đó, thời tiết ít mưa, mưa kéo dài và độ ẩm thấp, nên ngoài hoạt động vui chơi ngày Tết thì quý vị cũng cần lưu ý đề phòng cháy nổ, đặc biệt là ở những khu đông dân cư để đảm bảo có một cái Tết an toàn và vui vẻ. Vẫn chưa có những thay đổi do đặc trưng thời tiết của mùa khô, nên khu vực thành phố Cần Thơ cũng như là các tỉnh thành khác của miền Tây trong những ngày đầu năm mới cũng nằm trong xu thế không mưa, nền nhiệt dao động quanh ngưỡng là từ 24 cho tới 34 độ. Thời tiết khá thích hợp cho hoạt động vui chơi ngoài trời của người dân cũng như là du khách khi đến với thành phố này. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời tiết đô thị ngày hôm nay. Xin chào và kính chúc quý vị có một năm mới với mọi điều bình an và tốt đẹp nhất sẽ đến với quý vị.